bạn homeschooler nếu đi học ở các trường homeschool thì có cần thiết phải deschooling hay không? Ngày hôm nay mình sẽ cùng trao đổi về deschool cho các bạn homeschool theo học các trường. Xin chào, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, thì mình là Trang, hiện đang homeschool cho con với chương trình ở Becca Academy, một chương trình phổ thông từ xa của Mỹ. Mình cũng đang là chủ của một điểm trường ở Becca Academy tại Hà Nội này. Vậy nếu mọi người quan tâm đến homeschooling ở Becca, du học tại Mỹ hoặc bất cứ những gì liên quan đến học tiếng Anh thì đừng quên follow Facebook page Mẹ Lười, cộng đồng 15 năm làm bạn cùng con và group Zalo Homeschooling Parents by Mẹ Lười nhé. Và mình cũng bắt đầu video ngày hôm nay nào. Nếu khái niệm deschooling với mọi người khá là mới mẻ, mọi người có thể xem lại tại video ở đây, hoặc mình có thể nói như deschool đó là một cái quá trình mà chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen về học tập và hướng dẫn con, và không chỉ là với chính chúng ta mà cả với đứa trẻ nữa. Việc mà trẻ có thói quen là đi học là phải đến trường, và ở nhà thì bố mẹ không có khả năng là dạy dỗ con nhiều, thì nó trở thành một cái suy nghĩ. Và với những cái bạn mà đi học các cái mô hình trường bình thường, nó cũng diễn ra khá là thường xuyên. Với bố mẹ thì cái việc mà chúng ta quen với việc gửi con đi đâu đó để học, chúng ta không có nhiều trách nhiệm trong cái việc hướng dẫn, hỗ trợ cho con học kiến thức, nó cũng là một cái thói quen khá là khó bỏ với nhà gia đình. Vậy thì khi chúng ta đi school thì cái việc có một cái thời gian để chúng ta làm quen với cái điều đó, phá bỏ đi những cái thói quen cũ, phá bỏ đi những cái suy nghĩ cũ về việc là thế nào mới là dạy con, thế nào mới là giúp cho con học tốt, thì đó nó sẽ chính là cái thời gian deschool. Và cái thời gian này thì mục đích của nó để làm gì? Trong quá trình homeschool á, thì mọi người có thể thấy rằng homeschool nó khác với cả các mô hình trường truyền thống, là cái giáo dục tại gia, cái giáo dục tại nhà nó sẽ được đẩy lên cao thành một cái yếu tố cực kỳ quan trọng hơn hẳn so với việc là giáo dục tại trường hoặc các cơ sở giáo dục khác. Do đó thì cái deschool nó là cái thời gian để tất cả bố mẹ và con cùng thay đổi lại cái quan điểm về việc thế nào là cái sự hỗ trợ con trong quá trình học tập, và nơi nào sẽ là nơi hướng dẫn và là cái nguồn thông tin tin cậy nhất để giúp cho con có thể phát triển về học lực học thuật một cách lâu dài và đáng tin cậy nhất. Thế thì với cái mục đích cũng như là cái bản chất của deschooling như vậy, chúng ta có thể nhìn quay trở lại là homeschool cho các bạn tại học tại các cái trường hoặc các cái điểm trường hoặc các nhóm homeschool ấy, thì các bạn có cần deschool hay không? Thì ở đây chúng mình sẽ phải thêm một cái yếu tố nhỏ nhỏ nữa, đấy là các bạn homeschool từ giai đoạn nào, và các bạn semi homeschool hay là các bạn full time homeschool, tức là các bạn lấy chương trình homeschool để học làm bổ trợ, hay là các bạn hoàn toàn đi theo chương trình homeschooling. Mình có thể nói luôn, với những bạn mà học theo cái dạng là semi homeschool, tức là các bạn đưa chương trình homeschool thành một cái chương trình học thêm để song song với các chương trình trên trường, thì đâu đó ra mình nghĩ là không cần thiết phải có thời gian đi school, tại vì thực tế nó chỉ là một cái môn học dạng bổ trợ, và nó giống như bất kỳ một lớp học thêm, lớp học bổ trợ nào khác của con. Thì cái việc mà chúng ta phải đi school, phải làm quen này, nó nghĩ là cũng không cần thiết. Với rất nhiều gia đình thì cái việc mà semi homeschool này được hướng dẫn không chỉ bởi bố mẹ mà còn bởi các cái giáo viên tại các cái nhóm học nữa, do đó thì nó lại càng giống với cái việc đi học thêm, và từ đó thì cái việc homeschool theo cái hình thức semi homeschool này không cần thời gian nào để chúng ta cần phải làm quen cả. Điều mà các bạn học semi homeschool cần phải làm quen duy nhất đấy là tất cả các môn học, các cái nội dung thông tin của các con đều sử dụng tiếng Anh. Và với những bạn mà học các cái hệ thống trường mà sử dụng tiếng Việt là ngôn ngữ chính á, thì các bạn sẽ cảm thấy khá là lạ lẫm và mất thời gian, một thời gian khá là dài để các bạn làm quen từ cái việc tiếp cận cũng như là cái cách phương pháp mà nhà trường theo cái chương trình homeschool họ làm. Thế còn lại đối với những bạn full time homeschooler thì mình tin rằng cái thời điểm mà các con bắt đầu nghỉ học ở trường để chuyển qua giai đoạn homeschool mới sẽ chính là một cái thời gian mà chúng mình gọi luôn là deschool. Thời gian deschool thực ra mà nói là cái thời gian mà các con sẽ không học gì cả, hoặc là bố mẹ sẽ không có một cái định hướng nào cả. Chúng ta sẽ chỉ dành thời gian như giống như là một cái kỳ nghỉ vậy để có thể xóa bỏ những cái thói quen. Thế nhưng mà ở trong rất là nhiều cái trường hợp thì một số trường homeschool họ đang đưa cái mô hình vận hành giống hệt như là một cái môi trường bình thường. Ở đây không phải là vì họ phá vỡ cái quy tắc của homeschool, mà họ đang muốn hỗ trợ cho các phụ huynh mà không có thời gian ở nhà cả ngày với con mà vẫn có thể đưa con đi học và đón con về được. Sự hỗ trợ ở đây nằm ở việc là rất là nhiều gia đình họ đi làm hành chính, và cái thời gian ở giữa ngày họ không thể thoải mái và linh hoạt được, thì với những gia đình này vẫn có thể đưa con đi học ở các chương trình và các cái trường này gọi là các trường quốc tế tại nhà với chi phí rất là hợp lý. Thế thì với những bạn mà học theo cái dạng này á, thì thực tế là cái việc deschool không quá cần thiết, tại vì cái quá trình mà làm quen với cái chương trình, phương pháp, với tư duy và với cách học mới thì chủ yếu là đã do các giáo viên tại các trường hỗ trợ rồi. Thế còn lại thì với những bạn mà học theo cái hình thức full time homeschool mà bố mẹ hoặc là
cái người hướng dẫn phải là người sát sao với con ấy, thì chắc chắn rằng là lúc đấy bạn ấy sẽ phải có thời gian làm quen. Hoặc là với những bạn mà học theo cái hình thức gọi là university model, tức là các bạn đến trường một vài ngày và rất nhiều ngày khác các bạn sẽ ở nhà để tự học ấy, cũng sẽ là những đối tượng mà cần một chút thời gian để các con làm quen với cái mô hình mới. Và để có thể làm quen với mô hình mới này thì không gì tốt hơn được là chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ ngắn trước khi các con bắt đầu vào cái chương trình học mới. Và đây là lý do mà Deschooling sẽ nên dành cho các bạn học full time homeschooling ấy. Vậy thì để tóm lại, homeschooler có nhất thiết phải cần Deschool hay không hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào hình thức học và thời gian học và những cái nơi, những cái nguồn lực mà hỗ trợ con. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi có thể hỗ trợ cho bố mẹ lựa chọn cái quá trình học homeschooling một cách dễ dàng hơn. Và nếu bố mẹ có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Deschooling, đừng quên để lại cho mình một comment ở dưới này, like video này nếu mọi người cảm thấy hữu ích, và subscribe kênh YouTube của Mẹ Lười, bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về các video tiếp theo. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video khác. Bye bye.